chào quý vị. Sự việc bê bối về bộ kit test COVID-19 của công ty Việt Á như một cú đâm mạnh vào hệ thống phòng chống dịch các cấp. Thật đau xót khi mà trong suốt 2 năm ròng rã, các y bác sĩ và cả những đội ngũ khác đã lao lực và gần như kiệt sức nơi tâm dịch để tham gia bảo vệ sức khỏe người dân một cách đúng nghĩa. Vậy mà có một bộ phận đã trục lợi không chừa một thứ gì từ đại dịch, trục lợi bất chấp nỗi mất mát, đau đớn tột cùng của đồng bào mình, lọc lừa xuyên cả hệ thống quản lý nhà nước, mà ở đó có đầy đủ bộ máy tham mưu giúp việc, gác cổng về chuyên môn. Chúng tôi tin chắc chắn rằng không phải ai tham gia vào lực lượng tuyến đầu cũng đều hiểu rõ quy trình luồn lách như lương chạch của bộ kit test này. Quý vị theo dõi chương trình Góc nhìn tuần qua của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Và tôi là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương có liên quan. Sau quá trình điều tra mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan. Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng. Hành vi của Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan tại CDC Hải Dương, Công ty Việt Á là vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại luật đấu thầu có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh. Đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ cương quyết phòng chống tiêu cực và tham nhũng trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, sinh phẩm y tế. Cũng theo Bộ Y tế, với những vấn đề liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch, thời gian qua, Bộ ra nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh trong công tác mua sắm, đấu thầu và sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm. Liên quan giá bộ kit test COVID-19 của Công ty Việt Á mà nhiều địa phương trên cả nước đã mua, ngày 21 tháng 12, đại diện Bộ Y tế cho biết giá bộ kit test của Việt Á hay bất kỳ sản phẩm xét nghiệm nào đều được công khai minh bạch để địa phương chủ động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị. Theo quy định của luật giá, trang thiết bị y tế và sản phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá. Trang thiết bị y tế và sản phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu và giá các sản phẩm khác nhau theo từng thời điểm và số lượng mua sắm, khả năng cung ứng. Bộ Y tế cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh, trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm việc công khai, cập nhật về giá trang thiết bị y tế, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định. Trong đó, cơ quan này đề nghị công khai giá bán đến đơn vị nhỏ nhất. Bộ cũng thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo nguồn cung và giảm giá, trong đó tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc cấp giấy phép nhập khẩu và sản xuất trong nước để tăng số lượng mặt hàng cung ứng trên thị trường, nhằm tăng sự cạnh tranh, giảm giá sản phẩm. Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 98 năm 2021, quy định giá sản phẩm xét nghiệm thuộc mặt hàng quản lý giá. Chính phủ cũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa trang thiết bị, sản phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá.
việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan công ty Việt Á để điều tra việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 cho thấy việc lại quả và vòi vĩnh trục lợi của các cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý công sẽ sớm bị phanh phui. Qua những thông tin bước đầu trong vụ việc kit xét nghiệm tại công ty Việt Á, dư luận sẽ đặt vấn đề tại sao cơ quan quản lý trực tiếp không tham gia hoặc có cơ chế kiểm tra sớm hơn để nhanh chóng phát hiện khiếm khuyết, lỗ hổng và ngăn chặn kịp thời. Trong tình huống cần ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh COVID-19, việc cho các địa phương chủ động chỉ định thầu vật tư, thiết bị y tế là cần thiết. Tuy nhiên, cần đặt câu hỏi cơ quan quản lý trực tiếp lĩnh vực mua sắm kit xét nghiệm là ai? Trường hợp này, cấp quản lý của Bộ Y tế là cơ quan nào? Nhiều ý kiến cho rằng, nếu cơ quan quản lý khách quan vô tư và vào cuộc sớm hơn trước thông tin ồn ào của dư luận lâu nay, hẳn không để có những sai phạm quá lớn buộc cơ quan điều tra vào cuộc. Giá trị thật của kit xét nghiệm được trả lại và người tiêu dùng, ngân sách nhà nước được giảm bớt những chi phí. Chúng ta có đặt ra cơ chế hậu kiểm, nhưng thời gian sớm hay muộn để kiểm tra lại phụ thuộc vào cơ quan có chức năng. Một số cơ quan lâu nay đưa ra nguyên nhân do lượng công việc, đơn từ, yêu cầu khiếu nại, tố cáo của người dân quá nhiều, trong khi lực lượng tham gia xử lý đơn quá mỏng, quá ít, cho nên không kịp vào cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, bây giờ khoa học công nghệ phục vụ rất nhiều, thiết thực cho vấn đề quản lý xã hội, không nhất thiết phải tăng số lượng người. Vừa qua, trong luật phòng chống tham nhũng có nêu, những cơ quan chức năng đã thực hiện chức năng thanh tra, kiểm toán kết luận về vụ việc không có sai phạm. Nhưng sau đó, vụ việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và xác định rằng rất nghiêm trọng. Đặc biệt nghiêm trọng thì những cá nhân tập thể đã tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trước đó phải chịu trách nhiệm. Như vậy, trách nhiệm của các cơ quan hậu kiểm đã được nhìn thấy rõ. Lâu nay, người dân chờ đợi các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, thực hiện tốt nhiệm vụ, nhanh chóng phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra tại sao có những vụ việc được thanh tra, kiểm tra và kết luận nhiều lần nhưng đánh giá chưa tới mức, chưa chạm được vào sự thật. Ở đây là sai phạm. Thưa quý vị, dư luận đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra Bộ Công an. Sau chuỗi lại các dữ kiện quan trọng đã được các cơ quan truyền thông đưa tin, quả thật rất khó chấp nhận những sơ suất hay sai sót của các cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ trong vụ việc này. Bởi hồ sơ của một sản phẩm thiết bị y tế muốn lưu hành phải qua rất nhiều khâu sát hạch tiêu chuẩn của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ mới được cấp phép. Riêng đối với bộ kit test của công ty Việt Á, hồ sơ sản phẩm không được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO, nhưng đã thao túng thị trường với giá trên trời, ngay trong lúc các nơi đều gặp khó khăn lúng túng trong việc mua sắm thiết bị y tế. Ấy thế mà lại có bộ sậu liên quan đến công ty Việt Á thản nhiên bỏ túi riêng tiền tỷ từ việc đều đặn thần tốc ngoáy mũi dân mỗi ngày. Trong thời gian đó, hầu hết các địa phương đồng loạt kiến nghị với chính phủ và quốc hội quan tâm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế mua sắm thiết bị vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch. Cũng thời điểm này, Bộ Y tế vẫn chưa đưa ra một quy trình điều trị bệnh nhân COVID-19 và theo dõi sức khỏe người nghi nhiễm theo phân tầng như hiện nay. Việc chuyển nhượng mua sắm tài sản công luôn là mảnh đất màu mỡ cho những ý định trục lợi riêng. Quy định về quy chế đấu thầu hiện nay rất rõ. Việc đấu thầu công khai và minh bạch sẽ hạn chế được những vấn đề tiêu cực. Tuy vậy, trong những tình huống khẩn cấp đặc biệt buộc phải có cơ chế cho chỉ định thầu. Với những trường hợp đặc biệt này, nếu có sự tham gia sớm của các cơ quan chức năng vào giám sát, kiểm tra, sẽ làm cho cá nhân người có thẩm quyền sợ không dám thực hiện các hành vi thông đồng để trục lợi hay tham nhũng. Lý lẽ đơn giản nhất, kiểm tra sớm, xử lý kịp thời sẽ làm chùng tay những đối tượng manh nha kiếm lợi bất chính, ngăn chặn được hậu quả có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn tuần qua, số lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.